Hà Nội là một trong số những thành phố có nhiều chung cư cũ nhất trên cả nước và hiện có hàng trăm chung cư thuộc nhóm C và D là nhóm cực kỳ nguy hiểm vì có nguy cơ sập đổ hoàn toàn. Tuy nhiên hiện nay, công tác cải tạo hiện gặp rất nhiều khó khăn khi mà những chung cư được cải tạo trong nhóm này chưa đầy 10%. Trong khi các cơ quan chức năng đang tìm kiếm giải pháp khắc phục, thì những người dân đang sinh sống tại những chung cư này vẫn ngày đêm phải sống trong lo lắng khi căn nhà của mình có thể sập bất cứ lúc nào, ghi nhận của nhóm phóng viên VTC 14. Đây là tấm biển cảnh báo công trình ở mức D, mức cực kỳ nguy hiểm, cần tháo dỡ khẩn cấp, được treo trước tòa nhà G6A Thành Công, Hà Nội. Dù đã đặt từ năm 2016, nhưng đến nay, người dân vẫn sinh sống như bình thường. Theo ông Nguyễn Văn Chi, trưởng ban đại diện nhà G6AB, chung cư hiện nay vẫn còn rất tốt, không cần phải cải tạo. Thậm chí, người dân còn nghi ngờ về tính minh bạch trong khâu giám định và kết quả thông báo tòa nhà này rơi vào mức độ nguy hiểm ở cấp độ D. Tôi thấy rằng là trong cái việc gắn cấp D này là có cái ý đồ không tốt. Bởi vì ngay cạnh đây, 200m, 300m có một cái nhà E6 chống thép cả 5 tầng thì là cấp C. Nhà A7 Tân Mai cũng chống thép cả 5 tầng, cũng cấp C. Đơn nguyên 2 của nhà A Ngọc Khánh chống thép cả 5 tầng cầu thang cũng cấp C. Trong khi đó nhà bên chúng tôi này không phải chống một gam thép nào cả, không đứt một vết nứt nào trong nội bộ 5 tầng nhà mà lại cấp D, không ai tin cả. Còn đây là chung cư A7, phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Nhìn những hình ảnh này, nhiều người sẽ phải dùng mình run sợ vì sự xuống cấp nghiêm trọng của tòa nhà này. Cái chân của cái chiếu nghỉ của cái cầu thang tầng 5 hiện tại là đang bị rời xa cái bước tiểu chủ lực, có chỗ lên tới 7 cm. Cái thứ hai là tất cả những cái đầu dầm của cái đỡ bản thang của các cái cầu thang từ tầng 1 tầng 5 hiện nay đang bị rút ra và thấp ít nhất là cũng sẽ rơi vào tình trạng là ra sát cái mép tiểu chủ lực này. Sau nhiều năm gắn bó, một số hộ dân đã phải rời bỏ căn nhà của mình. Những người không có điều kiện chuyển đi vẫn đang ngày đêm nơm nớp sống trong sợ hãi. Thật sự mà trong lòng chúng tôi chỉ là lo, ngày lúc nào cũng chỉ lo thôi. Nhiều lúc chúng tôi cũng nói đùa, mà nói kiểu như là nói. Mà ví dụ chẳng hạn mà quá đi một tí, nhiều lúc chúng tôi hỏi bạn bè, nếu như chúng mày mà thấy Tân Mai mà động đất nhá, gọi điện mà thấy ỏi e không trả lời, chắc chúng mày mang hoa đến phung viếng là vừa. Nên là chúng tôi ở rất nguy hiểm. Các cháu mà đi về mà chẳng may không có ai ở nhà thì chúng tôi rất là sợ, vì các cháu nhỏ các cháu không thể biết là cái nguy hiểm nó như nào, nó rình rập mình đến mức độ như nào. Nên là chúng tôi rất mong là nhà nước thứ xem xét cho chúng tôi về cái cầu thang như này để giải quyết cho chúng tôi cái sự lo lắng của chúng tôi, rất là lo cho bọn trẻ con. Được xây dựng từ năm 1984 trên nền đất ao, với phương pháp thi công bằng cách ghép các tấm lớn trong một thời gian ngắn. Nên có thể hiểu vì sao chỉ sau vài chục năm đưa vào sử dụng, khu nhà đã không còn là nơi cư trú an toàn. Vừa sẽ có trách nhiệm là với sở xây dựng là trách nhiệm bố trí quỹ nhà tạm cư, sau đó là đưa cái quỹ nhà tạm cư đó cho chính quyền địa phương và tổ phối hợp chính quyền địa phương cũng như người dân để di chuyển người dân ra khỏi nhà cấp độ D theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Phải sống trong cảnh này thì mới hiểu được nỗi hoang mang của những người dân nơi đây. Nhưng ngoài sự chờ đợi, họ cũng chẳng biết làm gì hơn là chung sống với sợ hãi.